Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tổ chức trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Điểm đáng chú ý là cuộc thi năm nay có sức lan tỏa rộng lớn với hơn 300.000 tác phẩm tham dự, gấp gần 3 lần so với năm trước. Cuộc thi năm nay có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm với việc bổ sung thể loại phát thanh, truyền hình và video clip. Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong xây dựng đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng như vấn đề tự soi, tự sửa, nêu gương, sợ trách nhiệm. Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ đảng viên. Tại buổi lễ, Ban tổ chức tuyên dương và trao 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải khuyến khích, 20 giải triển vọng, 4 giải cho người nhỏ tuổi và lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi. Lần đầu tiên, tỉnh Hưng Yên có một tác phẩm đoạt giải khuyến khích của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ở thể loại truyền hình và video clip.